Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Điện Máy Cao Hiếu nhé. Thì câu chuyện là mình thì bây giờ không còn sửa máy nữa, nhưng mà khách của mình ấy, thì người ta mua nòng hơi này thay này. Thì có một hiện tượng đấy là cứ được tuần tháng là lại hỏng, mặc dù là đã đưa cho những cái dòng nòng rất là chất lượng, nòng tốt đấy. Thì anh ấy thay đến lần thứ ba rồi thì mình mới bảo là thôi anh gửi cả máy ra đây để em kiểm tra xem là lý do tại sao mà lại cứ thay nòng nó cứ hỏng suốt như thế. Thì đây thì mình đã kiểm tra và mình muốn chia sẻ với mọi người luôn. Đầu tiên mình quay cho mọi người xem nhé. Bây giờ mình mở ra một lúc ấy, thì nhìn nó cũng không được như lúc nãy nữa, nhưng mà nói chung là cũng rất là dễ nhìn, mọi người có thể thấy được nòng rất là khô khô đét, nhớt thì có loang lổ một số chỗ đấy, nòng thì xước hết rồi, piston xước bởi vì quá khô đây, xước hết piston này đấy. Mà mọi người nhìn cái quả piston nó không được vàng óng lên, vàng đều nữa đấy, mặc dù là mới ấy, nhưng mà nó cứ đen đen, nó cứ loang 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 mà. Đấy, xước vệt rất là nhiều, vệt xước li ti đây, và đây là cái phần mà nhớt ở trong màu đen, và theo kiểu như là màu của nhớt xe máy mà để đi lâu ngày ấy. Xong rồi nó mùn, nó cặn bẩn đấy đấy. Như này thì lấy đâu ra đổ bôi trơn để mà bôi trơn được cái nòng này. Thì nguyên nhân chính thì mình kết luận là con này là do nhớt đấy. Thứ hai là con này thì mình thấy khi mà mở ra thì mình thấy anh ấy bắt nó bị nhờn mất một lỗ ren của cổ hút này, thì máy nó sẽ bị hở kênh, nó hở kênh cái phần cổ hút này thì chảy nó sẽ lọt không khí vào, và là sẽ là máy sẽ bị thiếu xăng. Thiếu xăng thì đồng nghĩa với thiếu nhớt luôn đấy, thì nó sẽ khô. Và thứ hai là cái nhớt mà mùn đen bẩn như này thì mình chắc chắn luôn là dòng nhớt này không sử dụng được, dòng nhớt này rất là kém. Và thứ ba nữa là mình hỏi với anh ấy xem tỷ lệ anh ấy pha, thì anh ấy pha là 100 ml trên cho 5 lít xăng, tức là tỷ lệ 1:50. Thì với tỷ lệ 1:50 này thì đa số các cái dòng nhớt thị trường thì đều ghi như vậy cả, đều ghi tỷ lệ 1:50. Thì mô hình chung là làm cho người sử dụng người ta nhầm đấy, bởi vì là đa số những dòng nhớt thị trường giá, mình không nói nhé, giá dưới 100 ngàn đa số không bao giờ pha được với tỷ lệ đấy đấy. Thì mọi người pha với tỷ lệ quá là ít nhớt, cộng thêm nhớt kém chất lượng đấy, cộng thêm là sử dụng trong môi trường cắt cỏ bụi bặm nữa, thì không cái nòng nào nó chịu nổi được hết đấy, nó sẽ xước ngay. Mọi người nhìn này, và cái vệt này là do nó vừa khô này, nó vừa bụi bặm bẩn này đấy, nhớt không có đổ bôi trơn này, thì nó sẽ làm giữa cọ sát giữa các cái phần nhôm của nòng và phần của piston và xi măng, nó sẽ khứa vào nhau thì nó sẽ bị xước rất là nhanh. Con này có hiện tượng khô nhớt nên là nó làm mòn các vết trục cơ này, cho xăng vào buồng mà thổi thế này, ở hết vết trục cơ này, chảy máy nó rất là nóng, không, nó sẽ rất là thiếu nhớt. Thiếu xăng đồng nghĩa với thiếu nhớt, bởi vì là dòng động cơ hai thì xăng nó sẽ pha cùng với nhớt này để nó bôi trơn vết trục cơ. Đấy, nên là mình muốn nói là mọi người sử dụng nhớt, thứ nhất là phải chọn dòng nhớt nó thương hiệu tốt, sử dụng ok. Thứ hai là pha phải đúng tỷ lệ. Đối với những dòng nhớt mà tầm 100.000 đổ lại ấy, mọi người pha cho mình tỷ lệ chỉ tầm 1:20, 1:25, đúng theo những cái dòng máy cắt cỏ của Nhật bãi, mà các cái nắp xăng máy Nhật bãi thường nó ở cái nắp xăng ấy thì nó thường ghi ấy, thì tỷ lệ là 1.25 đấy. Thì mọi người pha theo những cái đấy cho mình, có thể hơi dư nhớt một tí thôi nhưng mà đảm bảo máy nó còn sử dụng được.
Còn những cái dòng nhớt mà của hãng, các hãng như Havana hoặc là những cái hãng Etting hay là những cái dòng của Mỹ American thì mọi người có thể pha với tỷ lệ tầm 1:40 đến 1:50. Nhưng mà mình khuyến cáo là chỉ nên pha tầm 1:40 thôi. Đấy. Tức là một nhớt được 40 xăng. Chứ không nên là pha nó tỷ lệ nó thấp quá. Thì đây, mọi người xem đây là nòng mới nhé. Chứ còn nòng cũ thì nó còn đi nhanh hơn nếu mà dùng nhớt kém. Đấy, nòng mới đã roda rồi mà, nhưng mà anh roda cũng bằng nhớt này thì nòng nó không bao giờ mà nó đanh mà nó tốt được. Đấy, nòng thì chất lượng rất tốt nhé. Hàng này thì nó nòng rất là đanh, nhưng mà với dùng cái nhớt này thì không chủ nổi được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thay lại cái bộ nòng khác cho anh ấy và sẽ roda lại. Cộng thêm mình sẽ xử lý những cái chân ốc này cho anh ấy luôn. Đây là trường hợp ngoại lệ mình nhận sửa cho khách, chứ còn mình bình thường mình sẽ không nhận sửa máy đâu. Đấy, nhưng mà vì cái này là sót tiền cho anh ấy quá, thế anh ấy cứ mua thay mà cứ lại hỏng ấy, thì mình phải tìm ra nguyên nhân. Thì sau khi thay nòng hơi thì mình sẽ sử dụng cái nhớt American này của Mỹ này, thì mình sẽ roda cho cái nòng này nó sẽ đanh và để về anh ấy sử dụng nó sẽ tốt hơn. Đấy, khi thay nòng thì mọi người cần kiểm tra cả phớt trục cơ rồi cả trục khỉu tay biên xem mà nó có bị rơ hay là hở mòn phớt trục cơ hay không nhé, để tránh trường hợp là thay nòng vào nó hở phớt trục cơ, nó sẽ kéo thêm máy, nó sẽ thiếu xăng và thiếu nhớt, chảy nó cũng sẽ nhanh trước. Đấy, mọi người dùng các cái dòng nhớt như kiểu dòng này thì dùng nó đảm bảo.